Xin chào các bạn. Hôm nay trong quá trình mình đi rừng để thu hái cây thuốc thì mình bắt gặp một loại dây thuốc rất quý. Mình xin giới thiệu các bạn, đây là dây cơm linh. Có lời thì gọi là dây tràng pháo chân dếp. Đây mình quay gần lại để cho các bạn xem dây cơm linh này. Dây cơm linh này nó có lá là thắt ở phần đầu ngọn các bạn nhé. Để các bạn nhìn kỹ này, hai mặt lá thì xanh nhẵn. Dây cơm linh này thì sử dụng chủ yếu là ở trong kinh nghiệm dân gian và các bài thuốc gia truyền của dân tộc. Dây cơm linh này có tác dụng là trị bệnh gút rất tốt các bạn ạ, và kết hợp một số vị để mà chữa trị bệnh thoái hóa xương khớp, thoát vị địa đệm, đau nhức xương khớp. Dây cơm linh này thì thường mọc bám vào các tảng đá to và leo khắp trên các cây to đây này các bạn. Đấy, dây cơm linh bám khắp ở trên cây to. Ở khu vực mình đi lấy cây thuốc này thì dây cơm linh rất là nhiều các bạn ạ. Dây cơm linh này thì rất tốt nhưng mà không mấy người biết sử dụng. Mình thì cũng đã sử dụng cái dây cơm linh này rất lâu rồi. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn, để còn đi thu hái cây thuốc.